Vâng, trận thiếu thứ 3, Minoan là của Tôm. Bên kia là cái gì? Như vậy bên kia là Pan và Marse. Đây là Babylon và Minoan. Và đánh giá thì quân mình cửa trên. Vâng. Quân mình gọi là cửa trên thì đánh yêu thích. Và cửa trên là do cung Minoan lên thì cân cả đôi, đơn giản thế thôi. Vâng C. Vâng Tôm CBG đó. Hơi xấu một chút. Vâng nhưng mà lúc đầu thì sẽ không chậm dân. Phải ăn 5 cây cực kỳ ngon lành cành đào. Hai cây kia thì phải sang bên Lào để vác về. Đây là Gani. Gani có heal từ rất sớm. Vâng bạn Thánh Hạo Lài. Và bạn có hỏi là tính cả C cung chém với tính kiểu gì? Thì rất đơn giản thôi, bạn tính cái C đấy thì có bao nhiêu trận, xong bạn cộng tổng cung chém của tất cả trận đấy vào. Còn cái nào lớn hơn thì cái đấy thắng. Vâng gặp sự... Hơi đen từ này rồi. Tướng gặp hai sư tử. Vòng bài đấu đang khó hơn khi mà chết một dân. Nhưng bài đang tươi kín, không phải là bài xấu. Vòng bài đang tươi kín. Vâng có thanh niên đang đòi lên hình nhưng mà mình sẽ không cho. Vâng lên hình đâu phải là cứ thích lên là được đâu. Vâng lên hình không phải là tự dưng mà lên được đâu. Và các bạn biết cái đài truyền hình Việt Nam của chúng ta rồi, vâng thu phí cực kỳ đắt, vâng chỉ cần 1 phút lên hình là mất mất ngay mấy tấn thóc đấy. Vâng các bạn vào lên hình, vâng phải có cái gì người ta mới lên hình được chứ. Vâng nhặt lông bông, gọi là nhặt lông hồng để cho hay. Vâng bạn nhặt lông hồng hoặc là sao là quýt. Vâng quả của Tôm chậm rồi không ăn được nên là quýt thôi. Ta sẽ đến với game thủ Gunny. Vâng một bài mà thực sự là cực kỳ nghèo. Vâng một bài không có cái cây, vâng không có một cái bãi quả nào, vâng không có bãi quả phụ. Vâng đành phải ăn voi. Tương đối nghèo dành cho Gunny bài đấu này. 22 dân. 22 dân và chuẩn bị kích rồi. À như vậy là kích rồi. Một bài kích đầu 6. Vâng. 2 dân. Hơi đáng lòng. Một bài quá nhiều voi nên là chết dân cũng là chuyện dễ hiểu. Xin về Gen TV làm có khó không? Vâng cái điều này thì các bạn chắc phải hỏi ông bầu Cú. Ông bầu Cú Vĩ. Cú Vĩ. Thì ông bầu sẽ trả lời cho các bạn. Đây 26 dân đến từ Tôm. Vâng bên kia thì có người dò 25%. 25% thì là 1/4 bản đồ. Vậy là ông thanh niên dò 25% này cực kỳ nghiệt. Bà đi vẫn còn một bãi quả đen hoang. Vâng, liệu rằng có ông nào sang đây ăn hộ bãi quả này không? BL sẽ là một bài kích 9. Và chúng ta hãy cùng chờ xem là 9 bao nhiêu. Bài cuối 9. Vâng bên kia màu 7 cũng là một tay lên đời không phải dạng vừa. Vâng 950. 950 đến từ game thủ Gunny. Bây giờ thì ăn thêm mấy quả. Tất nhiên phải ăn mấy quả trước khi mà muốn có lực để xin con người công giáp. Và mấy quả này thì cũng tương đối là dễ bo. Không phải một mấy quả khó bo một tí nào.
Rồi bây giờ thì đào vàng, 6 dân đào vàng và sẽ là một bài 2BL. Đầu cánh huyết gặp nhà nào đây? Bánh qua ở góc 9 giờ. Mục tiêu bằng thẳng cánh cò bay. Rồi, quá đẹp. Sẽ chọc bãi quả này. Công giáp đầy đủ. Một chiếc bè liệu đã kín. Vậy là gặp màu 3. Màu 3 thì đến đời muộn hơn Gunny. Chắc là muộn hơn rồi, khi đời 1 ông lên muộn hơn. 2L. Rồi, gặp hàng dân và mút tạm. Vâng, cứ làm hàng dân rồi mút tạm đã. Vâng, bo kín lại vào. Bo kín không? Ở bên kia thì ngựa giò của Max C chỉ có công thôi. Và Gunny đã làm được 2 dân, cực kỳ mát. Chéo cánh luôn cũng được. Bên kia thì mô 7 hình như là người đánh chém nữa thì phải. Vâng, đi con ngựa giò. Vâng, mô 7 chưa lên đời như vậy. Mô 7 lên đời một pha dọa ma. Vâng, con giò đi đâu đây? Đầy rồi. Đây là mô 7. Vâng, vẩy e. Vâng, hết gỗ. Vẩy e thì mang tới tính chất minh họa khi mà ông ôi giời ơi, đừng chết con giò à. Vâng, chết con giò. Ôi nhưng mà không chết, tươi. Làm hai cái e để kín chỗ này. Một bài lực cực khỏe đi của Gunny. Cẩn thận Maxi có một bài dummy nhá. Hai con ngựa, hai con lạc đà để thủ. Vâng, hở, hở, hở. Và vào, và vào, vào xong. Tươi. Chạy con, chạy con ngựa giò ta không chết. Vâng, vừa nói xong thì chết luôn. Vâng, quýt vẻ khá nhanh đấy. Vâng, qua đấy một pha vẻ cực kỳ nhanh của quýt. Một con vẻ, vâng, một pha vẻ để có thể làm cho Gunny phải mất thêm nhiều thao tác tay để có thể chém hết đám nông dân này. Bây giờ thì CI và chúng ta cùng quay trở lại mảnh máy của Tôm. Tôm đang bị công. Vâng, Tôm là người lên thẳng cung A bài thiếu này. Thiếu. Bởi vậy Tôm vẽ ruộng. Rồi, rất nhiều ruộng này của Tôm. Một trận theo khung, theo cái hình chữ vâng, chữ này là chữ U. Không phải, không phải chữ U. Chữ này là phải chữ Trung Quốc cơ. Chữ Việt Nam thì không chịu. Bây giờ thì có rất nhiều con lạc đà đang cố gắng đi vào. Nhưng bài Tôm là một bài mà có cung A ở bên trong. Đang bị cả hai nhà đi vào. Và Gunny có sang giảm áp lực dành cho Tôm không? Còn có một tên là hai con nông dân chữa sửa đâu. Vâng, ba con nông dân. Rồi. Và cung A đứng bên trong. Bên kia có vào đường sẽ mất rất nhiều thời gian. Rồi bây giờ vẩy ăn trong, vâng, hy sinh hai con nông dân. Bên kia thì chết nhiều lạc đà hơn. Vẩy à, vâng, vẩy à, bắt lạc đà luôn được. Vâng, tâm mình phải vẩy chứ. Họ không bao giờ dám vào trong. Thì bên trong mình có tới tận 3 con cung A. Vâng, lạc đà vẫn vào hiến. Vâng, nghi thức tế cờ. Rồi bây giờ thì đen ra và vẽ ruộng. Vâng, tơ thể này khả năng lên bánh xe được rồi. Bánh xe để phát triển nó khỏe. Một bài mà không quá đẹp đến Tôm, nhưng mà Tôm đang khung nhà cực kỳ hay. Các bạn nhìn những cái tên công nhà cực kỳ hay. Bây giờ thì Gunny đã phải bỏ nhà lũ trẻ lơ thơ chạy. Rồi, khá ổn một bài Minoan. Đã lên thành công cung A. Và đây là Gunny. Và Gunny vẫn giữ được cái tham 19/32 của mình. Bên kia là Max C không quá yếu. Mới chỉ mất một vài con nông dân thôi. Bây giờ thì gặp nhà mùa 7. Vâng, vã luôn. Lượng đào của Gunny tích được không phải là ít. Bây giờ thì quay vòng lượng. Cẩn thận, mô 7 lại lượn sang là Tôm. Và Tôm đã lên thành công của A rồi. Không quá sợ ở trong tuần này. Vâng, pan một bài không quá khỏe. Cẩn thận để bắt thế này. Và cung A đến vâng, mô 7 đùng lượng đào thế là rồi. Nhưng mà như tôi đã bảo từ lúc đầu rồi, cung A bên ăn mà lên được thì sẽ cân đôi. Cẩn thận một bài mát. Vẫn khỏe. Làm cung A kẹp y không? Cung A kẹp y bọn chuẩn trong bài đấu này. Khi mà đi công thì chả có cái gì nữa cả. Vâng, vàng nhiều thế kia, ăn sao lắm vàng thế. Vậy là xây cái nhà chủ. Vào sâu góc 3 giờ cũng được. Vâng, như vậy pan chết bãi ruộng. Còn Tôm thì vẫn to khỏe. Vâng, đẹp dai. À quên, xinh gái. Vâng, khen đẹp dai là Tôm không thích đâu. Rất nhiều gỗ. Mà không phải sao anh ít dân trả gỗ mà nhiều gỗ thế ta. Chưa có bánh xe nhá.
và cố gắng lên cái bánh xe đi, hoặc lên cái giáp 4 đi cho chắc. Vậy đã có giáp 4 rồi. Bên kia không biết Maxe của Hoàng My đang âm mưu cái gì. Chưa thấy Maxe có động tĩnh gì cả. Bánh xe. Bánh xe. Rồi. Đây là Gunny. Vâng, Gunny đã lọt vào ruộng của Maxe. Tươi như vậy là Hoàng My vẫn vẫn hở. Vẫn hở. Vâng, vậy như có cây quả ở đây thì phải. Vâng, như vậy là tươi. Vâng, chén vào bãi ruộng. Vậy là Maxe không quá khỏe ở trong tuần này. Rồi, bên kia chỉ còn quân thôi, không còn quá nhiều dân. Vâng, tôm cứ đứng ở nhà thôi. Quay tay hay là cái gì cứ làm đi. Vâng, quay tay gãi gủng các thứ. Vâng, tham thì nó siêu đè. Gãi thôi. Cứ giáp 4 mà lên. Vâng, tỷ số mình sửa rồi mà, 2-0. Vâng, nó đang là 2-0, các bạn cứ bình tĩnh, bảo xong trận mình cứ sửa tỷ số được. Nhớ đầu nó có một cái tên thì lằng ngoằng thì đau đầu lắm. Vào đây rồi. Vâng, ông này chặt gỗ 2. Giáp 4 rồi và bây giờ chặt gỗ 2. Vâng, ra bắn bãi quả đi. Ờ, đây. Vào đây rất xin lỗi các bạn. Tôi ấn nhầm một tên vào màn hình. Và bây giờ bị công ca. Công ca về liệu có hiệu quả không khi mà tôm đang quá khỏe rồi. Quay trở lại với tôm đi. Bằng bái quả ăn, bằng bái quả thì người ta mà đi ra ăn ngang nhiên này thì chết là đúng rồi. Sóc thêm công A. Vâng, đây là hai kích công A. Làng đài bên kia thì không còn quá nhiều ý nghĩa. Vâng, chỉ sợ ca tên này thôi. Vâng, Hoàng Y đang đứng ca lỗi. Vâng, khá nhiều ca chứ, tận ba con ca trong tên này. Và bây giờ thì cứ chém ca thôi. Vâng, chém thì kệ. Và vậy là quýt gì sai. Tỷ số được rút ngắn là xuống còn 2-1 ở trong siêu thứ 7. Và chúng ta sẽ đến với...